Đúng nhá, hôm nay mình sẽ đi về vấn đề tiếp theo là làm sao xử lý triệt để cái bệnh đầu tiên của cái main PC. Là cái đèn này nó có hoặc không có bài ba này. Vấn đề đầu tiên đó là mình cần để ý là đầu tiên mình nhìn thấy cái nét này đã. Nếu không mất thì bắt đầu bận tâm đến vấn đề sửa. Ok nhá. Và nguyên lý hoạt động của con nét nó rất đơn giản này. Đó, em chỉ cần cấp một cái điện dương vào đây, một cái chân này lối mát thì con nét này nó sẽ sáng. Không cần biết là điện áp của nó dao động bao nhiêu, nhưng cứ hơn 1V là nó sáng. Thực sự là không hơn 0.7V nó đã sáng rồi. Vì vậy nếu mình cứ dựa hoài vào cái sự sáng của đèn này thì nó không đúng. Mẫu số chung của mình là phải 3.3, nhưng chỉ cần 0.7V thì nó sáng. Vì vậy vấn đề nó mất rất dễ, nhưng vấn đề nó sáng kiểu này này nó mới là khó. Sáng thì phải trả lời cho mình được bài toán đó là nó đủ 3.3 không. Bài toán này sẽ trả lời được ở 50% khi mình làm thế này. Kích lên cái nó chạy thì được khoảng đến 50% nó đã đủ 3.3 rồi. Nó không chạy thì mình mới phải đi kiểm tra. Nó chạy mà nó chạy rồi nhá thì mình khẳng định được là 50% nó đủ, còn 50% còn lại chắc ăn hơn. Thì như hôm trước là nó là mình phải kiểm tra đây này, biết chân ở trên này chân bao nhiêu chưa? Rồi. Chân bao nhiêu? 10 đếm trên hay đếm dưới? Đếm bên dưới 10 đi. Được chưa? Đây là đếm mất thời gian, em cứ đếm đây là 10. Còn đang đo ở đây nó có 3.3. Được chưa? Cho đỡ mất vì que nó to. Vậy xong vấn đề đầu tiên nhá. Vấn đề đầu tiên là nó mất 3.3, nó có 3.3 nhưng thụt thì mình phải trả lời được là nó đủ hay không. Vấn đề thứ hai, khi nó mất 3.3 nó sẽ như này. Khi nó mất 3.3 thì có hai nguyên nhân, nhưng chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất 3.3. Nguyên nhân số 1 đó là mất áp. Nguyên nhân thứ hai đó là chập. Vì vậy mình phải tách bóc được hai nguyên nhân này ra để mình đi sửa. Bây giờ mình tắt nguyên nhân chập trước này. Và nhớ, chỉ cần một nguyên lý này sẽ giải quyết tất cả cho các main PC, không cần biết đó là main gì, được chưa? Tất cả các main PC cái chân đều là chân B10. Vì vậy không có một main nào khác, vì vậy là không phải đòi hỏi là sau khi dạy 3.3 đây rồi thì lại phải dạy một main khác làm gì cả, nó mất công. Mình đi trước về vấn đề chập này. Chập là như nào? Có nhớ cái lý thuyết bài 1 không? Chập á? Về lý thuyết trở kháng bài 1 có nhớ không? Thì là con chết con chết con hút phép. Nhưng mà nó bị khủng. Không phải. Chẳng có cái gì liên quan cả. Anh nhắc lại một lần nữa là này lần thứ hai nhá. Chạp dùng từ này, chập hay là trở kháng, ba từ này có nghĩa gần nhau. Có nghĩa là một giá trị nhất định khi ở bên sống sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy chập chạm hay là trở kháng giảm thì cùng một có nghĩa, đó là vị trí đó đang bị thay đổi về mặt trị số trên đồng hồ. Nếu tôi nói này chưa, vậy là khi một cái bên bị chập thì tương đương nó giống từ bị chạm, giống cái từ trở kháng bị giảm. Có nghĩa là lúc này em cấp có vào 10V thì điện áp đấy cũng chỉ có khoảng 0 đến 1V. Em cấp vào 1000V nó vẫn là 0 đến 1V vì toàn bộ điện áp nó bị kéo xuống mát. Vì vậy mình không đi kéo áp nó lên mà mình phải đi kéo cái chạm chập nó lên. Hình như chưa? Vậy chạm chập mình đo cái gì? Chạm chập hay trở kháng giảm đo cái gì? Lại quên rồi nhá, chủ tịch quên phát này phát thứ hai nhá. Từ hôm sau mỗi phát quên 50. Chủ tịch sợ gì? Thang đo tít nhớ này, thang đo tít chỉ có giá trị đo thông mạch, được chưa? Nhưng đó cũng là cái thang lừa thợ nhiều nhất, vì rất đơn giản là 50 ohm cũng kêu tít, 0 ohm cũng kêu tít. Chỉ để mình phán đoán, nhưng mình vẫn phải nhìn vào đồng hồ. Ví dụ tít như này này, tít như này là tít chuẩn này, thấy chưa? Đồng hồ này đang gần hết pin, tít này tít chuẩn này.
nó sẽ về không. Chứ như kiểu em nhìn kiểu tít này nhá, nhìn đồng hồ này, đó cũng là tít đúng không? Vậy là không thể dựa thang đo tít được. Thang đo tít làm cho thằng thợ nó lười đi, cũng chính là cái thang đo đánh lừa người thợ nhiều nhất. Mà đo trở kháng chỉ duy nhất dùng cái thang đo diốt, được chưa? Nhìn này, anh lười anh đếm chân, nhưng khi tí nữa em lên em tự đếm chân nhá. Chân B10 này trên tất cả, nghe kỹ này, chân B10 này trên tất cả các bên socket 75 giống hệt nhau, tất cả socket 1155 giống hệt nhau, tất cả các bên 1150, 1151 giống hệt nhau, có nghĩa là rất đơn giản. Chung cái socket thì chung trở kháng, không cần biết là hãng nào, được chưa? Ví dụ em đo ở đây được này, đó. Bây giờ tí nữa em nên kiểm tra tất cả các bên B75 nó sẽ như này. Vậy trở kháng giảm, tân đi làm gì? Vậy trở kháng giảm có nghĩa là cái số này bị giảm đi. Đây là ở trạng thái biên sống nhá, là 0.132. Khi trở kháng giảm nó có thể là 0.000 hoặc 0.111 là giảm rồi. Nhưng nó là 0.130 có thể vẫn bỏ qua được, nhưng nó giảm xuống 0.112 thì là bị giảm. Lúc đó phải tìm mọi cách kéo trở kháng này nó lên để cho nó về trạng thái này, sau đó mới đi sửa xem nó có điện áp hay không, được chưa? Nếu không kéo thì áp nó luôn luôn bị không có trên này. Số này càng về không thì điện áp trên này càng nhỏ, được chưa? Số này ví dụ nó xuồn xuống 0.1 thì điện áp đây được tầm 2.5 thôi, được chưa? Vậy là đi lúc này phải đi sửa, là sửa cho cái trở kháng nó tăng lên, nó tăng lên đúng cái trạng thái gốc của nó thì nó mới ok. Vậy khi sửa thì nó sẽ như nào? Nó có một nguyên lý rất đơn giản, điện tử cơ bản này. Một vật chỉ thoát ra nhiệt độ khi nó bị những điều kiện sau: một, bản thân nó chết; hai, điện áp cấp vào quá cao; cao, ba, tần số xa. Loại trừ nhá, khi chưa hoạt động, cái này sau này sẽ hiểu, không có tần số trên bên có thể sinh ra nhiệt được. Điện áp cao lúc này đang là mất, đúng không? Vậy chỉ có là bản thân một con linh kiện là nó chết. Nhớ kỹ này, một vật chỉ toát nhiệt ở trên bên khi nó có 3 điều kiện. Một trong 3 điều kiện: bản thân linh kiện chết, điện áp cấp vào quá lớn, hay là tần số cấp vào bị sai. Vậy bây giờ là bản thân linh kiện này, một con linh kiện nào đó, ví dụ anh vẽ một cái đường thẳng như này, đây là đường điện áp 3.3V nhá, xuất phát từ dẫn nguồn hay xuất phát từ chính cái con MOSFET này, được chưa? Sau đến đây đến con IO, đến con NAND, đến con sao, đến tụ, đến chip nào này. Vậy con này chết thì trở kháng nó giảm, nó đấu song song này mà. Tất cả những này sẽ quy về một điểm, đây là cái giữa của đòn gánh vai em này. Em đặt bất kể cái gì bên vai em này thì nó cứ kéo xuống là nó kéo thôi, không cần biết nó là em đặt sắt cân hay gì nó đều kéo, cứ có cân nặng là nó kéo, đúng không? Vậy nếu IO chết đây thì điện áp giảm, trở kháng giảm, đúng chưa? NAND đây chết cũng vậy, sao chết cũng vậy, chip nam chết cũng vậy, tụ chết cũng vậy, đều sinh ra tình trạng là không có đèn 3.3, trở kháng giảm, được chưa? Vậy mình sẽ dựa vào cái nguyên lý đầu số 1 này này, là bản thân linh kiện chết thì linh kiện đó sẽ toát nhiệt ra. Mình sẽ làm như này, đơn giản nhất là như này, người ta làm nhanh tay là như này, đó, ba linh kiện quan trọng nhất là đặt te như này, thằng nào cẩn thận hơn là bới cả tay sang đây nữa, sờ cái nào ấm thì cái đó chết. Vì đến lúc này thì rất khó để có bệnh trùng hợp với bài để hôm mình học, vì vậy là nó sẽ là những cái lý thuyết này, nhưng thực tiễn thì nó diễn ra đúng như vậy, được chưa? Chứ không thể là đúng bài này anh phải cho em cái bệnh là nó chết như thế thì nó rất khó, nhưng thực tiễn thì luôn luôn nó là như vậy, được chưa? Khi em sờ này, sờ hết rồi không nóng thì có thể là tụ, thì em đặt tay viết quanh này, viết quanh những cái khu này, khu trên này bỏ qua, khu này khu nguồn với co, khu này khu nguồn giam bỏ qua, thì cắt từ đây này, đó, cứ thế này, đây, đặt lên, được chưa? Nếu sau khi em sờ mà không thấy nó nóng ấy, thì nó có một cách nữa, đơn giản như này, nó có ba cách, nghe kỹ ba cách sửa, nhìn này, cái dây xám này nhìn thấy chưa?
xanh này nhìn thấy chưa? Này nhìn thấy dây này chưa? Đây nhá. Lúc này là cưỡng bức cho một cái bên nó chạy. Kẹp đây. Đấy, khi mà nó chạy được lúc khi nó mất nó sẽ không bật được nguồn. Vì vậy mình cưỡng bức nó chạy, có nghĩa mình cưỡng bức cấp cái nguồn vào bằng mọi cách. Thì lúc này mình sờ sẽ có linh kiện nóng. Được chưa? Hình như chưa? Cách thứ ba là cách lắp cảm áng. Nhìn nhá. Cách thứ ba. Dùng một cái máy cấp dòng đưa cái điện áp về 3.3V. Máy nào cũng được, miễn là đưa cái điện áp về 3.3V nha. Nó có hai sợi dây để anh lấy cho em cho nó sinh động, ví dụ. Dây này, dây đen kẹp mát này. Được chưa? Dây đỏ, một là em làm như này. Đây là nguyên tắc phát hiện linh kiện chết một cách dễ nhất. Kẹp này, em chọc chân B10 này. Được chưa? Sau đó em đi sờ thì kiểu gì cũng có linh kiện phát nhiệt lên trên ngón tay của em. Vì vậy trong quá trình sửa nó là kết hợp đủ mọi thứ như vậy. Mồm, mắt, mũi, miệng, chân tay kết hợp hết. Hoặc là em lười chặt đây nhanh hơn, đỡ tìm thế này đúng không? Đấy, nó ăn dòng như này này. Khi nó lỗi thì số này nó sẽ tăng lên rất nhiều. Nó sờ sẽ thấy linh kiện nóng. Được chưa? Đấy là cách đơn giản nhất về mặt đây nhá, nghe kỹ này. Đây là về mặt lý thuyết thực hành, chưa liên quan đến lý thuyết để ngồi trước máy tính để phân tích sơ đồ. Hôm nay mình chỉ dừng lại vấn đề đó là liên quan đến lý thuyết. Có nghĩa là lý thuyết của thực hành để làm sao mình đơn giản hóa nhất cái vấn đề đó là sửa cho nó hết cái chập này. Nhưng có một cái vấn đề cần để ý, mình có một mẫu số chung đó là chân B10. Ví dụ mai sau mình muốn tìm cái vị trí mà chỗ nào cấp điện cho chân B10 thì mình sẽ phải dựa theo nó tít như này, được chưa? Một que chặt bên B10, một que em di vào những cái vị trí em ấy, chân giữa của chan to phép này này, nó kêu không mạch thì đấy là vị trí tạo ra cái nguồn điện cấp vào cái chân B10 này. Thì mình biết được mình có thể đốt ở đây để tập trung mình đốt ở đây, mình sửa ở đây. Ví dụ nhá, khi chở cái vấn đề chở kháng thì mình có thể đo và đốt chân B10, nhưng nếu mình xác định chở kháng này nó không bị giảm, có nghĩa là đúng ở cái trạng thái là 0.135 đúng không, thì lúc đó mình không thể đốt để nó cho nó có điện áp được, mà mình bắt buộc phải đi sửa. Và khi đã đi sửa thì mình phải xác định được là cái vị trí nó xuất phát, đúng chưa? Cái vị trí xuất phát khi mà theo cái cảm quan và cách để sửa thì nó sẽ là như vậy. Một que đặt chân B10 và một que tìm vị trí gần nhất hoặc những chân giữa của chân đi to mốt phép này chọc vào. Đây này, ví dụ đây, chọc vào thông mạch thì nó sẽ là vị trí của chân B10. Và đó là điểm mình tập trung mình sửa. Ví dụ như bên này sẽ là như này. Vì vậy tất cả các bên là chân B10 nhưng không phải cái bên nào cái nguồn 3.3 nó cũng đi đây ra, nó cũng nằm chỗ này, có thằng nó nằm tít chỗ này, thằng nằm ở đây, có thằng lại nằm đây. Vì vậy chỉ có cách duy nhất là dò thông mạch, càng làm nhiều bên mình càng xác định được vị trí chuẩn xác, đúng chưa?
vài hôm trước có thể đơn giản nhưng đến những vài này bắt đầu phức tạp dần. Ví dụ như này, chân B10 ở đây nó sẽ thông vào vị trí này. Thì lúc đấy mình biết được là ở đây mình có 3.3, đúng không? Mình phải cần một cái điện áp nào đó ở đây sang đây rồi mới chạy. Mình đi lúc đấy mình đi sửa là xem là một trong hai chân này, chân nào mất thì mình tập trung mình sửa, được chưa? Hoặc là một có một chân có một chân mất thì là chạy, hai chân có thì đều không chạy với một con mất phép. Ok, vấn đề gì hỏi chỗ này không? Choáng chưa? Có gì hỏi lại không? Đến những bài sau đó là gối lại cái kiến thức của hôm trước em học. Hôm trước em nghe rất vào tai, nhưng mà đến lúc mà khi em bắt đầu để sửa em tư duy thì nó lại không nhịp nhảy, kịp nhảy số cái trong não bộ em đến lượt cái em suy nghĩ ngay bây giờ. Vì vậy nhớ để cho mình tạo cái phản xạ khi mình tư duy. Chứ còn nhớ mà ngay lúc đấy thì hiểu. Khi một người giảng thì lúc đó rất nhiều người hiểu, nhưng khi sửa thì không phải là nào hiểu. Vì đến lúc sửa không phải là nhảy số được ra, mà nhảy số ra được để kịp để mình tư duy, nó phải là một chuỗi va chạm kiến thức và một chuỗi như kiểu học thuộc ngày xưa mình ấy. Những cái gì cần nhớ thì phải nhớ để đến lúc mà mình sửa kịp nhảy số để mình tư duy, không lại đi xem lại một tiếng video thì không giải quyết cái gì cả. Còn nhớ trong não thì không ai giúp ai được cả, được chưa? Có hỏi gì không anh trả lời cho. Từ bài hôm trước đến bài hôm nay đến vấn đề trở kháng cũng quên rồi. Mấy cái anh lẫn. Có vấn đề gì hỏi trong những cái mẹo vừa rồi không? Không, có nghĩa là mình chỉ đo thông là biết thôi. Đúng rồi, đo thông mình sẽ biết được cái vị trí xuất phát ở đâu. Mai sau khi những cái bất kể bên nào không có sơ đồ đều phải dùng phương pháp đó. Có đo thông, đo băng vân ba đây có được không? Đây là nơi nó đến và không, chỗ này không chắc mà có ba vân ba. Nghe nhớ kỹ không chưa? Đấy sẽ có hai trạng thái 5 hoặc 3. Và đấy là nơi nó đến. Nơi xuất phát thì nghe kỹ này. Nơi xuất phát sẽ là chân giữa của các mốt phép này. Hoặc như này. Hoặc là chân 8 của IC. Đây. Được chưa? Hoặc là ao ra từ các cuộn dây. Chứ chân này không sinh ra điện áp mà chân này là lấy điện áp. Chỗ này không sinh ra được điện áp, chỗ này lấy điện áp, được chưa? Ví dụ đây là ao ra, đây chân đây, chỗ này là lấy. Cái nhựa này không sinh được áp rồi. Được chưa? Thì nó sinh ra, nghe kỹ này, vẫn là kiến thức của hôm trước nhá. Sinh ra ở cuộn dây thì cái cường độ chịu dòng điện lớn hơn. Sinh ra ở phép thì đã được hạ đi một chút rồi đó. Sinh ra ở chân của IC chính là do một cái mạch tạo lên, chứ không đơn giản lại sinh ra từ cái vị trí này không sinh ra được. Đây là nơi nó đến, còn đây là nơi xuất phát, nó đến rất nhiều vị trí, được chưa? Mục đích của mình là tìm vị trí nó xuất phát chứ không phải tìm vị trí nó đến. Khi nó mất thì mình tìm cái vị trí để xuất phát để mình tập trung vào đó. Ví dụ này, mình tìm nó sẽ về đây. Thì biết nó có 3 chân thì kiểu gì mình cũng tập trung mình sửa chỗ này, không hiểu về lý thuyết lại bê một cái nguyên khác nguyên sang đo cái chân này khác chân kia, thì là mình tập trung mình đánh vào đúng một chân đó. Đánh chân đó thì mình lại làm kiểu này. Ví dụ nhá, rất đơn giản, em đo đây nó mất đúng không? Em không biết hai chân này biện áp như nào, nhưng em có một cái men tương đương, đúng chưa? Em đo chân này thì nó sai với cái chân ở một cái men đang chạy, thì có phải lúc đó em lại làm bài toán dò thông mạch xem nó thông với linh kiện nào. Đây là không cần cái gì của lý thuyết, chỉ cần đồng hồ giải quyết. Thì em lại cứ dò thông như thế nào, nghi hay thử. Còn nếu có lý thuyết thì người ta sẽ xác định được đúng vị trí, và người ta xác định là sau khi người ta đặt que đo vào, người ta mới làm bài toán thay. Khác nhau ở điểm đó. Không có lý thuyết thì cần bài toán, nó là dò, thấy nó thông mạch, nghi, có thể thay thử. Còn nếu có lý thuyết, người ta sẽ đo ở đó và xác định đúng chỗ đó sai hay đúng so với lý thuyết. Cái của mình là giải quyết vấn đề, đo và mình biết nó sai đúng để mình không phải bật những mỏ khò mà hàng quá nhiều, được chưa? Cho nên bài hôm nay chỉ cần nhớ hai thứ đơn giản: khi trở kháng bị chạm thì mình phải tìm cách ba phương pháp để mình làm cho nó tăng lên, và khi mà mất ở đây này mà trở kháng nó đúng giá trị là 0.135 thì mình phải đi tìm được vị trí nó xuất phát. Tất cả là bài toán phải đi tìm, đúng chưa? Đấy, thì có mỗi hai ý để nhớ thôi. Khi nó mất cái trở kháng nó giảm đi thì như nào, và khi nó trở kháng nó đúng thì như nào. Đây là vấn đề chỉ là nhìn trên bên để phân tích nhé, còn phân tích sơ đồ mai phân tích cái bài sau. Và từ cái trở kháng nó liên quan nôi lại một loạt kiến thức của bài trước, đúng chưa? Nếu nó các hôm sau còn nôi một loạt nữa thì vậy là không nhớ được thì mệt.
nghe kỹ video và gạch lấy một hai cái đầu dòng trong cả một video cho mình để mình nhớ, chứ không cần phải nhớ hết video. Nhớ hết thì trong lúc mình sửa nó sẽ bồi dần vào cho mình, còn mình cố nhớ tất cả sau một hôm thì nó không thể, nhưng mình phải cố nhớ đâu là cái ý mấu chốt để lúc mà khi mình va nó sẽ va vào ý mấu chốt trước, chứ không bao giờ va vào cái liên man cả. Còn cái liên man thì dần dần nó sẽ vun vào khi mình sửa, được chưa? Chứ đừng nghe theo kiểu là nghe xong cái hiểu luôn, nghe xong ai cũng hiểu, anh cam đoan không hiểu từ xưa nay anh Khương đã không kiếm được tiền rồi. Nhưng nghe xong thì hiểu mà sửa được cái loại khác thì bắt buộc là phải cho mình ngấm vào của mình, sau đó tự mình nhảy số lên thôi. Rồi, ok, nhớ bài hôm nay nhá, tối nay với ngày mai cố tổng hợp.